ra việc chặt chém cô dâu ở đám cưới, Ngô Thanh Thanh Tú và Fast Spotlight lương lên diện hai vái cắt xẻ táo bạo. Lương Thùy Linh, những chủ đề liên quan tới đám cưới hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú được quan tâm hơn cả. Đặc biệt thời trang của dàn khách mời có mặt trong đám cưới cặp đôi càng khiến dư luận chú ý hơn. Trong tiệc cưới Đỗ Mỹ Linh, dàn hậu xinh đẹp và tài năng của Phoebe đều hội tụ. Đặc biệt cách lên đồ của hoa hậu Lương Thùy Linh làm nhiều người phải ngạc nhiên vì vô tình chặt chém cô dâu. Không chỉ vậy, cô nàng còn chuẩn bị tới hai bộ cánh tới dự tiệc cưới người chị thân thiết. Bên cạnh chiếc váy trắng bó sát hở bạo, cô nàng còn thoải mái bó dáng với thiết kế màu đỏ nổi bần bật. Cả hai thiết kế rất tôn dáng và nếu đứng cạnh cô dâu, chắc chắn sẽ còn nổi bật hơn nhân vật chính. Ngô Thanh Thanh Tú, trong dàn mỹ nhân có mặt tại đám cưới tiền tỷ của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, còn có người đẹp Ngô Thanh Thanh Tú. Á hậu sở hữu chiều cao cực khủng còn đi giày cao gót nên chiều cao nổi bần bật khi đứng cạnh cô dâu chú rể. Cô nàng chọn diện chân váy ngắn tối màu cùng với chiếc áo màu tím giăng quay có vạt sao dài xuống tận nền đất. Outfit này khiến nàng á hậu nổi bần bật trong ảnh chụp chung với nhân vật chính. Việt Hương dù đã ở ngưỡng U50 nhưng vẫn có cách ăn mặc hết sức rẻ trung quyến rũ. Trong các sự kiện tiệc cưới, nữ diễn viên hài thường lên đồ chắc khét lẹt, khoe body đỉnh cao, chặt đẹp luôn cả nữ chính. Điển hình có lẽ phải kể đến là người đẹp 7X tới dự đám cưới Đông Nhi và ông Cao Thắng. Trong khi nhiều khách mời diện đồ trung tính đơn giản, thì Việt Hương chơi lớn với chiếc đầm bó sát màu đen, có khoe khéo tòa thiên nhiên OF. Khi đứng cạnh dàn khách mời tới dự tiệc cưới Đông Nhi ông Cao Thắng, Việt Hương cũng là người nổi bật nhất. Điều này khiến dân tình đưa ra không ít ý kiến khen chê khác nhau. Kỳ Duyên, hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng là một trong những mỹ nhân có hình thể siêu ấn tượng, nuột nà và quyến rũ. Vì thế nên khi đi dự tiệc, cô nàng cũng có lần vô tình dìm chìm nữ chính vì hình thể gu thời trang của mình. Điển hình có lẽ phải kể ngay tới những khoảnh khắc Kỳ Duyên diện đầm trắng có họ bạo vòng 1 đứng cạnh người chị thân thiết Diệp Lâm Anh, Mai Phương Thúy. Nàng hậu Mai Phương Thúy cũng theo đuổi hình tượng gợi cảm nhiều năm nay nên không ngại trưng dụng toàn những thiết kế bạo mắt. Ngay cả khi có dịp được mời tới dự đám cưới của thiếu gia Phan Thành và cô dâu Remy Trương, người đẹp cũng lên đồ hết sức lộng lẫy. Công chúng nhanh chóng phát hiện ra sách đồ cực trái của nàng hậu trong đám cưới. Cô nàng chọn diện một chiếc đầm táo bạo khoét sâu gò bồng đào nảy nở, có thể chặt đẹp cô dâu. Bà xã đạo diễn Lý Hải Minh Hà từng nhận chỉ trích khi xuất hiện tại đám cưới của Nhã Phương và Trường Giang. Theo đó, cô diện bộ cánh tông trắng đúng yêu cầu dress code, chi tiết cổ yếm và phần tà cầu kỳ làm tăng độ sang trọng cho bộ trang phục. Trước loạt bình luận tiêu cực, cô thẳng thắn đáp trả mình đi đám cưới mặc đồ lịch sự đúng màu cô dâu chú rể yêu cầu trong tiệc cưới, mặc đồ không đúng tông màu tiệc cưới yêu cầu mới kỳ cục. Bà xã Lý Hải cho rằng chỉ có khách mời diện chứ cô dâu phải mặc lộng lẫy hơn, chứ không ai chọn kiểu đơn giản như vậy cả. Hà mặc vậy là bình thường thôi, khách mời nhiều người nổi tiếng còn mặc đẹp và lộng lẫy hơn nhiều. Như vậy là người ta tôn trọng cô dâu chú rể, mới ăn mặc đẹp để lời cưới sang trọng nha bạn. Hoàng Thùy, đến chúc mừng ngày vui của á hậu Thúy Vân, Hoàng Thùy nổi bật trong thiết kế váy ngắn tông hồng rực rỡ. Bộ cánh có chi tiết rễ vai phối xuyên thấu giúp á hậu 1 Hoa hậu Hoàng phủ Việt Nam 2017 khoe trọn bờ vai trần gợi cảm. Song diện mạo lộng lẫy của nữ siêu mẫu lại khiến cô gặp ồn ào không đáng có. Trước nhiều tranh cãi về chiếc váy mặc đi đám cưới, người đẹp sinh năm 1992 cho biết, đúng là một năm qua quá nhiều chuyện trên trời rơi xuống với mình, cứ hở ra lại có thị phi. Nói thật, Hoàng Thùy cảm thấy bộ váy hết sức bình thường khi tham dự tiệc cưới Thúy Vân. Các bạn phải ở trong không gian đó mới cảm nhận được bộ váy này có thật sự làm quá hay không. Diện gì đi đám cưới là câu hỏi mà nhiều chị em phải cân nhắc trong nhiều ngày để không bị nổi bật hơn cô dâu. Thế nhưng có vẻ như Phoebe vẫn có nhiều mỹ nhân vô tình diện đồ nổi bật hơn nhân vật chính trong tiệc cưới Linh Đình.